Xin chào anh chị nhá. Hôm nay em sẽ quay cho anh chị một sản phẩm tại mặt tiền đường Nguyễn Thập, phường Tân Hưng, quận 7, khu dân cư Him Lam, khu đô thị mới Him Lam đấy ạ. Căn nhà này thì đang trả cho thuê là 150 triệu trên một tháng. Để em quay cho anh chị quang cảnh quan căn nhà. Căn nhà có diện tích là đất là 10 mét ngang, chiều dài là 20 mét, tổng diện tích đất là 200 mét vuông. Đây xung quanh căn nhà này, xung quanh gì, xung quanh căn nhà là trung tâm phát triển TV CMS, tập đoàn bất động sản Big Group, gần ngã tư đường Hòa Trọng Mậu với đường Nguyễn Thập. Đối diện mình là tập đoàn Nam Group này, hay trung tâm Anh Ngữ, trung tâm spa. Nói chung là con đường này là phố Anh Ngữ và những cái trung tâm tài chính của quận 7 sẽ được đặt ở con đường Nguyễn Thập, đặc biệt là khu Him Lam. Khu ngoài Lotte thì nó hơi xô bồ dành cho bán quần áo mỹ phẩm nhiều, còn khu mình là còn điểm ở văn phòng sang trọng. Đó, đây là đường trước nhà mình. Đường trước nhà là rộng 35 mét. Anh chị muốn đi coi nhà thì là liên hệ theo số điện thoại của em là 0909 114 986. Em tên là Dũng nha anh chị. Bây giờ em sẽ quay trở lại căn nhà để nói phần kết cấu cho mình. Nhà được xây là một hầm, một trệt, hai tầng lầu và áp mái. Nhà thiết kế có thang máy, thiết kế chống sạt. Rồi căn nhà này là cuối tháng 12 là sẽ trả mặt bằng. Đây căn nhà này là cách Lotte là chỉ có 500 mét thôi chị ạ. Mình qua ngã tư khỏi kia nghĩa là đến Lotte rồi. Cách tòa Sun Life của tập đoàn Novaland là cũng 500 mét. Địa chỉ của căn nhà là 90 Nguyễn Thập, 90 Nguyễn Thập nha chị, 90 Nguyễn Thập, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7. Đó, em sẽ quay lại một vòng nữa là em sẽ đóng video lại. Hẹn gặp anh chị ở video tiếp theo. Hôm nay là chủ nhà gửi cho thuê thì em chạy ra em quay rồi. Đây. Đấy. Còn anh chị mà muốn thuê nhà phố khu này em dẫn cho chị coi. Nhà phố thì rẻ hơn. 5x20 chỉ có 50 triệu tăn thôi, 45 triệu ngó. Còn 7,5 mét thì giá là 70 triệu nhà có thang máy. Nên em quay một quang cảnh một vòng cho anh chị coi. Rồi em chào anh chị nhá. Anh chị muốn đi coi nhà thì liên hệ em theo số điện thoại là 0909 114 986. Hẹn gặp anh chị ở những video tiếp theo. Em quay nốt một vòng nữa, em đóng video lại. Cảm ơn anh chị đã xem video của em.